Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Đại hội điểm công đoàn cơ sở công ty cổ phần Đồng Tâm miền Trung. Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực bảo vệ cứu hộ động vật hoang dã. Khai mạc lễ hội mùa đông Sapa Thiên đường tuyết rơi. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu tham dự hội thảo giao lưu nghị sĩ hữu nghị giữa nghị viện hai nước Việt Nam-Campuchia tại Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc tại Thaco Chu Lai. Đoàn đại biểu phía nước bạn Lào-Campuchia có Phó Thủ tướng Men Sam An, đồng thời là Bộ trưởng Bộ quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Thượng nghị sĩ Min Som An, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế các vấn đề xã hội, phục hồi kỹ năng thanh niên, lao động, đào tạo nghề và công tác phụ nữ, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia Việt Nam. Về phía nước chủ nhà Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Campuchia, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 5, cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các vụ, cục và đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Cùng đoàn thăm và làm việc, về phía tỉnh có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chủ tịch Tập đoàn Thaco Trần Bá Dương đã đưa đoàn tham quan tổng quan khu phức hợp một số nhà máy sản xuất và cảng Chu Lai, tham quan khu vực đã và đang triển khai xây dựng nhà máy chế biến sâu của Thadico, khu vực chế biến sâu nguyên liệu được sản xuất tại Campuchia. Theo Chủ tịch Trần Bá Dương, đến cuối tháng 9 vừa qua, Thaco đã đầu tư 717 triệu đô la Mỹ với trên 15.000 ha diện tích cây ăn trái, 7.000 ha cao su tại Campuchia, duy trì và ổn định việc làm thu nhập cho hơn 14.000 lao động. Cùng với việc đầu tư cho công tác an sinh xã hội ở nước sở tại, Thaco còn dự kiến trong vòng 5 năm tới, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư hơn 1 tỷ đô la để thúc đẩy sản lượng và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu tại Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng trao đổi thêm với Phó Thủ tướng Men Sam An một số thông tin nỗ lực của Thaco trong đầu tư mở rộng sản xuất tại Chu Lai cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn cũng đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Thaco là tập đoàn đi đầu trong đổi mới công nghệ, thiết bị, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho địa phương, đóng góp tích cực cho ngân sách bằng việc không ngừng đầu tư mở rộng phát triển sản xuất. Đặc biệt, những thông tin về đầu tư của Thaco tại Campuchia đã cho kết quả ban đầu thành công, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Chúng tôi luôn tự hào với sự tâm huyết, với lòng nhiệt thành, với cái sự quyết tâm đầu tư để vào cái lĩnh vực cơ khí, chế tạo và lĩnh vực nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác của tập đoàn Thaco Việt Nam trong phát triển áp dụng công nghệ mới, đổi mới quản lý sáng tạo và giải quyết việc làm cũng như đóng góp vào ngân sách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một điều hết sức phấn khởi trong buổi làm việc ngày hôm nay là chúng tôi được nghe những thông tin về đầu tư của tập đoàn Trường Hải tại Campuchia. Chúng ta đã thấy được kết quả bước đầu. Nói theo sự sản xuất nông nghiệp mà chúng ta cũng đã gặt hái được cái kết quả ban đầu thành công, rồi thay đổi phương thức làm ăn theo hướng nông nghiệp hiện đại gắn với này xuất khẩu tham gia chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Và chúng tôi cũng hiểu rằng có được thành tựu từ ngày hôm nay thì một phần hết sức quan trọng đó là sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các địa phương của Campuchia nơi tập đoàn đầu tư. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia Việt Nam bà Men Sam An cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón tiếp và những thông tin của Thaco, một trong những nhà đầu tư lớn đã và đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Campuchia. Phó Thủ tướng Men Sam An cũng đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và quy mô nguồn vốn đầu tư mà Thaco đã và sẽ tiếp tục đầu tư vào Campuchia. Phó Thủ tướng Campuchia cũng đã bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả đầu tư của tập đoàn tại đất nước bạn, đồng thời cam kết sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt đầu tư và làm ăn trên đất nước Campuchia.
Tại thành phố Tam Kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức khai mạc chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như thường lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đón Tết cho đoàn viên người lao động. Điểm nhấn của hoạt động chăm lo Tết năm nay được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022, tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ, với 90 gian hàng, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi và gian hàng không đồng, cùng nhiều phần quà hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động phụ trợ như tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, bốc thăm, trúng thưởng, thay dầu nhớt miễn phí, với mức hỗ trợ hàng trăm triệu đồng. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức trao nhiều phần quà cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, lãnh đạo huyện Duy Xuyên vừa đến thăm chúc mừng tại các cơ sở tôn giáo, gồm Hội Thánh Tin Lành Thu Bồn xã Duy Thu, Giáo xứ Hòa Lâm xã Duy Trung, Giáo xứ Trà Kiều xã Duy Sơn, Dòng Mến Thánh Giá và Cộng đoàn Paulo Trà Kiều xã Duy Sơn. Trong không khí thân tình ấm cúng, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đã thông tin tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, định hướng phát triển của huyện năm 2023. Lãnh đạo huyện Duy Xuyên chúc bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, năm mới bình an thịnh vượng, đồng thời biểu dương ghi nhận những đóng góp to lớn của các vị chức sắc tín đồ theo đạo Công giáo Tin Lành trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do mặt trận phát động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Qua đó mong muốn các vị linh mục, mục sư, tu sĩ chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, chung tay xây dựng huyện nông thôn mới Duy Xuyên ngày một phát triển. Sáng qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh cùng 60 đại biểu đại diện cho hơn 600 đoàn viên công đoàn của công ty. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung chăm lo tốt đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân người lao động công ty. Hàng năm, Công đoàn cơ sở phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức các hội nghị vì quyền lợi cho người lao động như tăng lương, giải quyết khó khăn và tặng quà cho cán bộ công nhân viên vào các dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn với số tiền hơn 300 triệu đồng. Qua đó, kịp thời động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất. Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất đưa ra hướng giải quyết kịp thời, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người lao động, nhất là an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn cơ sở phối hợp với công ty tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, đồng thời có các chương trình hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị mắc COVID-19. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng. Đến nay, đoàn viên chiếm 99,8% so với tổng số lao động. Công tác nữ công được đẩy mạnh, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động nữ. Đại hội thông qua phương hướng nhiệm vụ công đoàn cơ sở nhiệm kỳ tới, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Sáng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Giang tổ chức chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Nam Giang tặng 18 sổ bảo hiểm xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Trong đó có 12 sổ được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam phân bổ cho huyện và 6 sổ bảo hiểm xã hội được bổ sung từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội là hoạt động xã hội gắn với thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.
thông qua chương trình, góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và lan tỏa chính sách an sinh của nhà nước. Đồng thời huy động sự chung tay chia sẻ của cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội, cùng sự góp sức của cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Agribank chi nhánh huyện Tiên Phước vừa trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tiên Phước và trao giải chương trình Agribank đồng hành cùng tân sinh viên năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận nguồn hỗ trợ và trao cho 10 hộ khó khăn bị ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn ba xã Tiên Thọ, Tiên Lập, Tiên Lộc. Đồng thời, ngân hàng cũng ủng hộ quỹ giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng số tiền 10 triệu đồng. Trong những năm qua, Agribank chi nhánh huyện Tiên Phước cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, ngân hàng đã hỗ trợ 50 triệu đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xây nhà tình nghĩa, quỹ giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng. Dịp này, Agribank chi nhánh huyện Tiên Phước cũng tổ chức lễ trao giải chương trình Agribank đồng hành cùng tân sinh viên năm 2022 cho Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng, trúng giải nhất với số tiền 30 triệu đồng. Sáng qua, Công an huyện Tiên Phước tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho gần 300 cán bộ, giáo viên, người lao động là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe cán bộ công an huyện thông báo về tình hình nguyên nhân cháy nổ trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, huyện, phổ biến triển khai một số nghị định, thông tư, văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của cơ quan, tổ chức và cá nhân, một số kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, một số chất chữa cháy và dụng cụ chữa cháy thô sơ, phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu và sử dụng khí đốt hóa lỏng. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy như sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, chất khí ga, dùng khăn dập tắt đám cháy khí ga. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra kiến thức và cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước, Bộ Công Thương vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối trên cơ sở thực hiện theo quyết định thanh tra của Bộ trưởng Bộ Công Thương với 33 thương nhân đầu mối tại 3 miền. Theo đó, tại kết luận do lãnh đạo thanh tra Bộ Công Thương ký ban hành về chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu tại 11 doanh nghiệp đầu mối phía Nam, cho thấy một số doanh nghiệp đã báo cáo chưa đúng về tình hình thực tế kho chứa xăng dầu. Báo cáo cũng chỉ ra, trong năm 2021, khi chưa có thay đổi quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, một số thương nhân đầu mối chỉ đảm bảo số lượng về thương nhân nhận quyền mà không ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ, tức là không đáp ứng quy định. Thời gian gần đây, phong trào người dân phát hiện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng để thả trở lại môi trường tự nhiên diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về việc không nuôi nhốt tiêu thụ những cá thể động vật hoang dã mà lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiên trì triển khai trong nhiều năm qua. Hoang dã đã được người dân tự nguyện giao nộp cho các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó có nhiều cá thể nằm trong nhóm động vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác. Kết quả trên đã cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 104 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi. Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định cũng bãi bỏ thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực, cụ thể như điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội. Tối ngày 23 tháng 12, tại khu vực Sân Quần, trung tâm thị xã Sapa đã tổ chức khai mạc lễ hội mùa đông Sapa Thiên đường tuyết rơi. Đây là một trong những sự kiện quan trọng, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động lễ hội năm mùa Sapa năm 2022 với chuỗi các sự kiện đặc sắc, hứa hẹn sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch khi đến với Sapa trong dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới 2023. Mở màn với chương trình nghệ thuật Sapa Vũ điệu chốn ngàn mây, lễ khai mạc đã mang đến cho du khách một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cùng các điệu vũ truyền thống hấp dẫn của các tộc người tại địa phương.
linh hồn của lễ hội là không gian tuyết kết hợp giới thiệu sinh hoạt văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai qua các chương trình trải nghiệm không gian tuyết Sapa và Panjimbang thiên đường tuyết rơi. Du khách được trải nghiệm không gian tuyết Sapa với các điểm check-in đặc sắc, không gian vui chơi hấp dẫn theo các chủ đề Giáng sinh. Đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội, chương trình nghệ thuật thực cảnh Sapa lặng lẽ yêu The Mong Sao do Sở Du lịch Lào Cai tổ chức đã tiếp tục được công diễn trong dịp này nhằm tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông Sapa xưa. Đây là sản phẩm độc đáo khai thác đời sống tinh thần văn hóa của người Mông tại Lào Cai. Trong năm 2022, Sapa đã tổ chức thành công lễ hội 5 mùa, gồm lễ hội mùa xuân, lễ hội mùa tình yêu, lễ hội mùa hè, lễ hội mùa thu và lễ hội mùa đông. Với chuỗi sự kiện lễ hội kéo dài suốt năm, Sapa đã đón 2,43 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 7.125 tỷ đồng. Ước hết năm 2022, thị xã Sapa sẽ đón trên 2,5 triệu lượt, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng 1,87 triệu lượt so với năm 2021. Ước tính trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa đông, Sapa sẽ đón khoảng 120.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, cây măng cụt được mệnh danh là nữ hoàng và nó là loại trái cây cao cấp. Hiện tại đã được trồng tại huyện Tiên Phước và nhiều huyện có điều kiện thổ nhưỡng tương đồng trên địa bàn Quảng Nam. Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có khoảng 1.000 hectare măng cụt, trong đó hơn 60% diện tích đã cho quả. Hàng năm tổng doanh thu từ loại trái cây này hàng chục tỷ đồng. Cây măng cụt có nhiều ưu điểm, hội đủ các yếu tố để phát triển nông nghiệp bền vững, mang đến nguồn thu nhập cao cho người nông dân. Những năm qua, nhiều cơn bão mạnh đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế vườn, trang trại ở Quảng Nam. Nhiều diện tích cây ăn quả đang cho thu nhập ổn định, bị ngã đổ, bật gốc, thiệt hại hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhưng qua các trận bão mạnh, cây măng cụt vẫn trụ vững, thiệt hại không đáng kể. Do đó, tỉnh Quảng Nam ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ nhân dân phát triển loại cây ăn quả cao cấp này theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, trồng xen với các loại cây ăn quả khác. Hiện nay nếu chúng ta trồng cây ăn quả mà xen canh với nhau, trong cùng một diện tích có cây ngắn ngày, cây dài ngày, thì ví dụ như có cây măng cụt, có cây cao, có cây chuối, có cây bưởi, ví dụ như vậy, thì cái hiệu suất của chúng ta thu hoạch là rất là cao trên cùng một diện tích. Và nó tận dụng được đất, tận dụng được nước tưới và tận dụng được phân bón. Một số mô hình ở Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã làm cái việc này đem lại hiệu quả rất cao. Để hỗ trợ kỹ thuật cho nhân dân, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tiên Phước mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức về kỹ thuật chăm sóc cây măng cụt trong thời kỳ thu hoạch kinh doanh cho bà con nông dân các xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Kỳ, Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Cẩm. Đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc, phòng trị bệnh gây hại trên cây măng cụt. Qua các lớp tập huấn này nhằm giúp nhân dân tăng cường tác động các biện pháp kỹ thuật để cây măng cụt ra hoa, đậu quả đúng vụ thu hoạch. Tôi thấy chương trình tập huấn nói về trên cây măng cụt thấy này thử nghiệm nhất. Cái của tôi được hợp thêm một số ý kiến của trên nhân nó kinh nghiệm đúng kinh nghiệm là do nói do mình dân mình làm sai cho nên không được hiệu quả. Thế người hợp quấn tôi thấy là có ưu điểm triển khai cái nghị quyết 35 của hội đồng nhân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại thì qua một năm triển khai thì tới thời điểm giờ thì năm nay thì Tiên Phước được giao là 8 tỷ thì tới thời điểm giờ là đã được giải ngân cho bà con mình là 86% rồi. Đó. Thì trong đó thì đối với cây măng cụt thì đến chiếm đến 80% trong cái cơ cấu mà phát triển cái về diện tích cây măng cụt so với những cây trồng khác thì cây măng cụt vì đó thực ra thì nó cũng cái thực tiễn mà người dân người ta nhận thức được và người ta phát triển cái về cây măng cụt thôi. Qua nhiều đợt khảo sát đánh giá của cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, măng cụt có thể phát triển phù hợp ở nhiều loại hình đất đai các huyện trung du miền núi. Trong đó, địa phương trồng nhiều nhất là huyện Tiên Phước với diện tích trên 350 hectare. Tiên Phước tiếp tục hỗ trợ nhân dân phát triển khoảng 1.000 hectare cây măng cụt cho quả, đến năm 2030 có trên 2.000 hectare, đưa Tiên Phước trở thành thủ phủ cây măng cụt xứ Quảng. Huyện cũng đã thực hiện các chương trình như là chương trình OCOP và hiện nay trái măng cụt huyện Tiên Phước đã đạt chuẩn 3 sao về OCOP. Và đây là cái điều kiện để trái cây măng cụt vào các cái siêu thị, vào các cái thị trường và có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là cái định hướng lớn của huyện và người dân trên địa bàn huyện rất là hít với cái đề án này cũng như là hít với cái điều kiện phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại, đặc biệt là cây măng cụt.
Từ tín hiệu tích cực này, tỉnh Quảng Nam tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp, tiếp tục hỗ trợ nhân dân mở rộng vùng trồng cây mang cụt, từ đó đưa mang cụt trở thành cây chủ lực của tỉnh Quảng Nam, mở ra cơ hội để người dân phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả bền vững lâu dài. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ nền văn minh Ai Cập cổ đại và kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện ra lăng mộ của vua Tutankhamun, công ty Totera của Ai Cập mới đây đã cho ra mắt thành phố ảo Metatus đầu tiên của Ai Cập trên vũ trụ ảo Metaverse. Ý tưởng về thành phố dựa trên giả định vua Tutankhamun sống lại vào năm 2012 để hoàn thành những gì ông mơ ước đạt được ở Ai Cập, nhưng lần này là qua thế giới ảo. Trong Metatus, du khách có thể du hành trong một cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian, tìm hiểu về lịch sử Ai Cập, giải trí và tương tác với những người khác trong không gian ảo. Hiện Metatus đã ra mắt 4 không gian gồm thung lũng của các vị vua, phòng mặt trời, cung điện, Akhenaton và phòng giai điệu kỳ diệu. Ngoài các thiết bị thực tế ảo, Metatus còn có thể được truy cập thông qua máy tính xách tay hay thiết bị điện thoại di động thông minh. Cứ đến tháng 12, người dân Costa Rica lại làm một món bánh được chế biến tương tự như món bánh nếp bánh tẻ ở Việt Nam, được gọi là tamales. Đây cũng là món ăn truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Giáng sinh và năm mới tại quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Trung Mỹ. Ngay từ sáng sớm, cô Iqua Honkiewicz đã tới chợ cá để tìm mua những con cá tươi ngon nhất, chuẩn bị cho bữa cơm đêm Giáng sinh. Người dân các nước Trung Âu như Slovakia, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đức, Áo, Croatia tin rằng cá chép mang lại may mắn và đó chính là lý do nó được chọn là món ăn Giáng sinh. Thậm chí, theo truyền thống, cá chép Giáng sinh trước tiên phải bơi lội trong bồn tắm của gia đình ít nhất từ 1 đến 2 ngày. Đó là lý do ai cũng muốn chọn được một con cá thật tươi và khỏe mạnh. Năm nay, chi phí thực phẩm tăng cao khiến khá nhiều người phải đắn đo cân nhắc về khoản ngân sách cho món ăn truyền thống này. Cứ mỗi dịp Giáng sinh, đoàn voi dưới sự dẫn dắt của một nhóm quảng tượng lại có chuyến đi ngập tràn màu sắc tới những trường học ở miền Trung Thái Lan để phát quà cho các em nhỏ. Các quảng tượng trong trang phục của ông già Noel, trong khi bầy voi hóa thân thành những chú tuần lộc xứ nóng chở những món quà Giáng sinh màu sắc như bóng bay, đồ chơi và kẹo ngọt. Niềm hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt của gần 2.000 học sinh tiểu học ở tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan. Ngoài những món quà Giáng sinh, bầy voi còn có màn biểu diễn văn nghệ dành tặng cho các em nhỏ. Chuyến thăm thú vị của những chú voi tới các trường học trong vùng là hoạt động thường niên mỗi dịp cuối năm và đã được duy trì suốt 20 năm qua. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 60 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mới thay đổi đến nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 58 đến 89%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mới thay đổi đến nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 60 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi đến nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió nhẹ.